Ê, chào mọi người. Trước khi vào MV Ruru Suicide Show on the Livestream, gọi là show livestream tự sát của Ruru, thì đây là MV có thể nói là liên quan đến một câu chuyện có thật về vụ tự tử trên livestream của Roro-chan 1999 vào ngày 24 tháng 11 năm 2013. Roro-chan 1999 là một cô gái được sinh vào ngày 26 tháng 1 năm 1999. Đó là dựa theo thông tin gần nhất. Chưa ai biết rõ, cũng như không một công bố nào về ngày sinh của cô. Cô bắt đầu công việc stream của mình là vào năm 2012 trên một nền tảng nổi tiếng được gọi là FC2. Khi mới bắt đầu stream, cô ấy chỉ chơi đàn cũng như là tương tác với mọi người. Càng về sau thì cô làm những thứ nguy hiểm hơn, như chạy trên đường cao tốc, đứng trên vách mái nhà của những nhà cao tầng. Có một số thông tin nói rằng cô muốn trở nên nổi tiếng, và cách thu hút mọi người đó là livestream những thứ mạo hiểm. Livestream cuối cùng của cô là vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, là lúc cô 14 tuổi. Theo livestream thì cô đang đứng trên một ban công tại chính nhà của cô. Trong video này, mình có thể thấy cô đang rất sợ hãi. Ta có thể nghe thấy những tiếng lầm bầm nhẹ. Trước khi cô có ý định đứng trên ban công, có một số comment đã khuyến khích cô là nhảy xuống đi. Nếu cô nhảy thì cô sẽ trở thành huyền thoại. Sau một lúc, cô leo lên mép của ban công và rơi xuống. Điện thoại của cô rơi ngược vào ban công, và nó ở đó đến khi nó mất kết nối. Vụ việc ban đầu nhận được rất ít quan tâm từ các phương tiện truyền thông mãi cho đến năm 2020, khi ban nhạc rock Nhật Bản Shinsei Kamete-chan phát hành MV mang tên là Ruru Suicide Show. Có thể nói đây là sản phẩm cũng như là một lời tri ân dành cho Roro-chan 1999. Từ đó, câu chuyện của Roro-chan 1999 bắt đầu thu hút nhiều người. Cái tên Roro-chan 1999 đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, và ước muốn của cô trở nên nổi tiếng đã trở thành hiện thực. Sau khi mình làm đến đây thì có một thắc mắc cực kỳ to lớn. Đối với một cô gái 14 tuổi, có nhất thiết phải tự tử để trở nên nổi tiếng không? Theo lời của những người bạn kể lại thì Roro không có vấn đề về bạo lực học đường. Theo lời kể của mẹ Roro thì cô ấy không có vấn đề gì trong gia đình. Và đó là toàn bộ thông tin về bi kịch của Roro-chan 1999. Mình sẽ không kết luận, cũng không nêu lý do tại sao cô lại chọn cái chết. Tiếp đến, ta sẽ nói về MV, nhấn mạnh trước khi vào phần phân tích. Cô bé trong MV đó là Ruru, không phải là Roro, nên mình chỉ so sánh một số cảnh trong MV với thực tế. Ok, chúng mình cùng vào phần phân tích nào. Vào đầu video thì ta nhìn thấy những thứ, điện thoại vỡ, chim bay hay chung cư, thì nó được minh họa giống như vụ tự tử của Roro. Cô đã rơi từ chung cư xuống và tạo ra một tiếng động lớn, làm cho đàn chim bay đi. Chiếc điện thoại đó là chiếc điện thoại đã rơi vào lại ban công. Tiếp tục video, cô đã nói Bluetooth của thành phố đã ảnh hưởng đến cô như thế nào. Rồi cô biến bé, rồi lại lớn lại. Có thể trong đây, hàm ý của Ruru là cô tiếp xúc với mạng internet còn quá nhỏ, và nó đã hủy hoại tuổi thơ cho đến khi cô lớn lên. Bằng chứng lớn nhất cho việc cô tiếp xúc với điện thoại nhiều và sớm như thế nào là chiếc điện thoại luôn dính vào con mắt của cô, cũng như là có những dòng trạng thái ở dưới video. Mình nghĩ là những dòng trạng thái ở dưới không chỉ mình nhìn thấy mà cô cũng nhìn thấy, vì điện thoại luôn ở bên mắt của cô. Dòng trạng thái của cô nó cũng được xem như là lời bài hát. Ở đây ta hiểu rằng những gì cô nói ra đều sẽ qua điện thoại. Những bằng chứng này nói lên rõ nét là cô xem thế giới thật là một nửa, còn thế giới trên mạng là nửa còn lại. Tiếp đến là cảnh cô tan biến từ những dòng trạng thái, nó biến thành những dòng chữ chạy như trong tin tức. Rồi là những cảnh cũng như là những lời liên quan đến tự sát, nhảy vào đường ray xe lửa. Rồi cảnh như đứng trên cột điện rồi chết cháy, nắm tay một bộ xương ở trên cao, nhảy xuống hồ có điện cao thế hay ngậm bơm. Thì nếu các bạn còn nhớ mình đã nói gì trong những phút trước, thì Roro-chan 1999 muốn được nổi tiếng nên cô đã làm những trò mạo hiểm như đi trên những mái nhà hay chạy băng qua đường xe cao tốc trong lúc stream để có thể được nhiều người biết đến. Trong MV mình thấy rõ sự ham muốn được nổi tiếng của Ruru, như việc nhảy lên UFO hay đến cả FBI cũng không biết cô làm gì. Cuối cùng, thứ cô nhận lại là những lời phiền phức từ những người khác. Khúc này nó tái hiện lại khúc Roro-chan 1999, như Ruru ngồi trên mái nhà vào buổi tối. Và sau đó
là cảnh ngón tay đi đến một mép bàn và tiếp đến camera chỉ lên trời. Hai thứ kia như mái nhà và ngón tay được so sánh giống như trong đêm bi kịch của Roro-chan 1999. Và tiếp đến là camera chỉ lên trời. Nó được miêu tả giống như điện thoại không rơi theo cô mà nó rơi ngược vào lại ban công và chỉ lên trời. Trong xuyên suốt MV, Ruru luôn đề cập mình cô đơn. Thì mình nghĩ khúc này có thể là Ruru tự xem mình cô đơn. Vì có một cảnh là cô cởi lớp mặt nạ mình ra, bên kia là một vẻ mặt buồn bã. Bức mặt nạ đó nó ngăn cách cô với mọi người. Về trường học, ở đó không có ai hết và cô có thể vui đùa một mình. Ẩn ý ở đây là trường học hay bạn bè là những thứ nhàm chán, là nơi đến để học rồi đi về. Cô chơi đùa với con gấu bông ở xung quanh những chiếc ghế. Ở đây nó càng nhấn mạnh cho sự tự cô lập của mình. Cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm đến chính mình. Tiếp đến, mình muốn các bạn để ý dòng trạng thái cũng như là lời bài hát sau khi tôi hoàn thành xong bài thi đầu vào. Ở một số nước, bài thi đầu vào là cực kỳ quan trọng và nó khá được nhiều người quan tâm. Nhưng ở đây, cô chỉ nhận được một lượt yêu thích. Nó nói lên điều, những người sử dụng internet không quan tâm hay cổ vũ cô. Tôi là một phù thủy, có thể nói chuyện với mèo. Một dòng trạng thái vô bổ và trái sự thật. Nhưng nó lại nhận được nhiều lượt yêu thích. Ở đây, nó có nghĩ rằng, ở trên thế giới mạng, nó có nhiều người quan tâm đến những thứ có thể nói là giải trí, không cần thực tế. Tôi sẽ thực hiện show tự sát trên livestream và xây một cái mộ. Ở đây, nó có đến âm 72 trái tim. Nếu ai đã từng dùng Twitter, thì cách để like cho một bài đăng là bấm vào trái tim. Không có like hay dislike, mà ở đây, nó có âm trái tim. Thì theo mình nghĩ ở đây, là có một số người thích thú với giải trí vô thực tế, như phù thủy nói chuyện với mèo. Nhưng cũng có một số người thích một show vừa ảo, vừa thực tế, đó là show tự sát. Vì trên đời này, con người chỉ có một mạng sống, không như trong game. Và tiếp đến, điệp khúc rập lại như lúc đầu. Cái khác biệt ở đây là hình ảnh mọi người đẩy mộ của Ruru lại. Nó có nghĩa rằng cô đã xém chết với livestream của mình vì đã làm theo sở thích của một số người trên mạng. Và cuối cùng là đã kết thúc khi mọi người đóng hoàn toàn mộ của cô lại. Và lời cuối cùng, loài người này thật ngu ngốc, thì ai đã xem đến đây thì mọi người biết hàm ý của cụm từ này rồi. Có một số người đủ ngu ngốc để có thể kêu một cô bé làm những thứ này, để có thể mang lại giải trí cho họ. Và hậu quả của nó là một bi kịch đau lòng đã xảy ra với một cô bé 14 tuổi. Vậy, tội lỗi này của ai? Và đó là những gì mình nghĩ về MV. Các bạn nghĩ sao về MV cũng như là phân tích của mình thì hãy để lại một comment nhé. Chào mọi người ở video sau của Review Anime nhé.